Chào các bạn, mình đang có mặt tại Vida địa chỉ hay là 7 Tân Phước, phường 6, quận 10. Thì đây mình có một cái chiếc đầu karaoke Arang Smart K cộng. Thì đây là một trong những phiên bản nâng cấp và hết sức được chờ đợi của Arang Smart K đã được Arang tung ra đầu năm 2016 này. Đó, thì đây là cái giao diện Homescreen của Arang Smart K cộng, nó rất là giống với Arang Smart K trước đây. Thì mình sẽ tôi sơ qua một vài những cái tính năng nổi bật của cái chiếc đầu karaoke Arang Smart K cộng này. Thì cái phiên bản nâng cấp Arang Smart K cộng nó hoạt động trên hệ điều hành Android. Để vào mình vào cái thông tin thiết bị để xem coi nó là cái phiên bản mấy. Thì đây là cái phiên bản Android 4.0 đó. Thì ở đây nó để là version 4 thôi, thì mình không biết là 4 chấm mấy, nhưng mà mình đoán đại đó là version 4.0. Và với cái việc hoạt động trên phiên bản Android mới hơn, cũng như là có những cái sự nâng cấp đáng giá hơn về mặt phần cứng, là có bộ xử lý 8 nhân 2GHz, RAM 2GB cũng như là bộ nhớ trong 8GB, thì cái chiếc đầu karaoke Arang Smart K Maska cộng này ngoài việc có thể hát karaoke giải trí thì nó còn có thể giải trí online bằng việc là kết nối với Wi-Fi hay là Internet để giải trí những cái ứng dụng online. Bạn có thể download được từ Google Play Store. Thì mình vào cái mục ứng dụng ở đây, thì như bạn thấy là cái mục ứng dụng nó có cái CH Play ở đây. Thì bạn vào CH Play đăng nhập và bạn có thể download được những cái ứng dụng mà bạn mong muốn và cài đặt trên cái chiếc đầu karaoke Arang Smart K này. Thì như mình đã giới thiệu các bạn ở cái video clip lần trước, đầu karaoke Arang Smart K cộng thì nó có hỗ trợ ổ cứng gắn trong, và cái ổ cứng gắn trong này nó có thể hỗ trợ lên đến là 8T, nhiều hơn 2T so với Arang Smart K trước đây. Đó. Rồi, thì bây giờ mình sẽ vào cái tính năng karaoke để xem coi cái chiếc đầu karaoke này nó hoạt động như thế nào. Thì Smart K cộng với cái phần cứng hết sức là mạnh mẽ, thì cái khả năng lót dữ liệu của nó rất là nhanh. Như bạn thấy là mặc dù mình gắn cái ổ cứng 3T, tuy nhiên nó lót dữ liệu rất là tốt và nhanh. Đó, thì sau khi lót dữ liệu xong, nó sẽ hiện ra một cái bảng để chúng ta có thể bấm chọn bài. Thì mình sẽ thao tác với cái chiếc remote truyền thống. Thì ngoài ra bạn còn có thể kết nối cái chiếc đầu karaoke Arang Smart K cộng với những cái thiết bị ngoại vi khác như là tablet hay smartphone. Thì như bạn thấy là trên màn hình nó cũng hiện cái thông tin về cái wifi cũng như là cái password để có thể kết nối. Thì bây giờ mình sẽ bấm thử một bài để xem như thế nào. Việc kết hợp hát giữa nhạc MIDI cũng như nhạc MTV giúp cho cái chiếc đầu karaoke của bạn trở nên sinh động hơn rất nhiều. Đây là cái tính năng tìm kiếm bài hát theo tên chữ cái đầu. Tìm kiếm bài đôi mắt thì nó sẽ hiện lên những cái bài hát có chữ cái đầu là D và M. Đó, và dĩ nhiên còn rất nhiều những cái tính năng của cái chiếc đầu karaoke Arang Smart K cộng này mà bạn chưa biết. Thì để biết thêm thông tin chi tiết về cái chiếc đầu karaoke mới nhất của Arang Smart K cộng, thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với Vida qua cái số hotline 0902799186, và có thể đến trực tiếp tại Vida ở hai địa chỉ hay là 7 Tân Phước, phường 6, quận 10, hoặc 105 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận nhất, để có thể được trải nghiệm miễn phí cái chiếc đầu karaoke mới nhất này của Arang. Còn bây giờ cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại các bạn ở các video clip lần sau. Chào các bạn.